Xin chào cô chú và anh chị mình đang xem kênh Mai Đa Phúc Di Hiếu nha. Hôm nay thì em tiếp tục làm video về cái chủ đề đó là chăm sóc những cái cây mai mới ghép nha anh chị. Thì trong thời gian vừa qua có rất là nhiều cô chú anh chị mình nhắn tin nè, gọi điện cũng như là bình luận ở dưới phần video của em á, là không biết tại sao cái cây của anh, cái cây của chú mới vừa ghép, mới vừa tháo bịch á, mình tháo bịch ra được có 1 bữa 2 bữa à, là cái phần đầu đọt ở ngoài này nè, nó bị đen. Đó, và những cái lá ở gần cái đầu đọt bị đen này thì nó rụng luôn. Và thêm một vấn đề em muốn chia sẻ với anh chị mình, cái hiện tượng mà đen đầu đọt không có riêng gì những cây mai mới ghép nó bị, mà những cái cây mai già nó cũng có thể bị nè, hoặc là những cái cây mai phôi cô chú anh chị mình mới vừa vô chậu và cái tược nó lên được có khúc vậy nè, tự nhiên nó lên rất là khỏe mạnh luôn anh chị. Nó lên bình thường không có gì hết, nó lên khúc vậy cái tự nhiên cái đầu đọt nó đen đi, rồi những cái lá ở xung quanh cái đầu đọt đen đó nó bị rụng luôn, rồi nó thúi từ từ vô, nó thúi vô khúc vậy cái nó chết luôn cái nhánh đó của mình. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị mình về cái nguyên nhân cũng như là cái cách khắc phục cái tình trạng là nó bị đen đầu đọt giống vậy nha. Rồi đầu tiên hết á thì em sẽ quay cho anh chị mình xem về cái tình trạng bệnh trước nha, để mình biết cái bệnh đó nó ra làm sao mình mới điều trị nó được nha anh chị. Thì như cái cây này anh chị mình thấy nè, em tháo bịch từ cái hồi mà tháo bịch tính tới cái ngày hôm nay là nó được tầm khoảng là 3 ngày rồi anh chị. Nhưng mà này thì em không có tháo đồng loạt nha, có mấy cái này thì em tháo trước nè, em tháo 3 ngày trước đó, như mấy cái này nè là em tháo hồi 3 ngày trước. Nhưng mà có những cái thì em mới tháo hồi chiều hôm qua, như những cái bo này nè, những cái tược này đó, những cái tược này thì em mới vừa tháo hồi chiều hôm qua. Kiểu như là trong một cái cây mai của mình như vậy nè, nó có rất là nhiều cành nhánh luôn, mà cái cành nhánh của nó đó là cái sức khỏe của nó không có đồng đều. Cái nào mà nó lên tược trước á thì mình tháo bịch trước, còn có những cái mà nó lên tược chậm hơn giống vậy nè thì em sẽ tháo bịch sau nha. Thì cái biểu hiện của cái bệnh đó là đen đầu đọt, thì như cái bo này anh chị mình có thể thấy nè, trong nguyên một cây này thì nó chỉ bị có một cái bo này thôi nha anh chị. Cái đầu đọt nó sẽ bị đen và những cái lá ở gần cái đầu đọt này nó sẽ rụng hết luôn, nó không có lá nào hết anh chị, gần cái đầu đọt này nha. Còn khúc này là nó ở một cái đầu đọt khác rồi, cái lá này nè là nó ở một cái đầu đọt khác nha. Cái đầu đọt ở dưới thì nó không bị, chỉ có đầu đọt này là nó bị thôi nè. Thì cái việc mà cái cây mai mình mới vừa ghép, mình tháo bịch ra tầm khoảng 1 bữa cho tới 2 bữa, nó bị cái hiện tượng đó là đen đầu đọt, hoặc là cái cây mai phôi anh chị mình vô chậu mình nuôi nó lên được khúc vậy, cái tự nhiên nó đen đầu đọt, rồi những cái lá ở gần đó nó rụng hết luôn. Thì đây nó có rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng là đen đầu đọt này nha. Thì cái nguyên nhân đầu tiên nhiều người gặp phải nhất đó là cái hiện tượng dư nước. Đó là trong cái quá trình anh chị mình ghép mai nè, hoặc là mình vô cây phôi mà mình tưới nước nhiều quá, cây mai mình nó bị dư nước thì nó cũng có thể dẫn tới cái tình trạng là đen đầu đọt giống như vậy. Và cái nguyên nhân thứ hai đó là phạm phân phạm thuốc. Thì trong cái quá trình mà mình ghép mai hoặc là mình vô cây phôi, có nhiều anh chị mình á, mình không biết, mình mới có làm cây lần đầu quá mình không biết, mình tưới phân mình lỡ tưới cái hàm lượng đậm quá thì cây mai của mình nó cũng phạm phân, thì nó cũng dẫn tới cái tình trạng là đen đầu đọt giống vậy luôn. Và cái nguyên nhân thứ ba đó là do thiên địch đó. Thì do cái thiên địch này á, thì rất là ít khi gặp phải nha anh chị. Em nói sơ lược về cái thiên địch này thôi, có thể là do sâu nó cắn nè. Ví dụ như anh chị mình thấy cái bo này, cái bo này thì nó không có bị, nhưng mà có con sâu ăn lá nó cắn một cái phé ở đây thôi, chứ nó không có ăn đứt nguyên cái đọt nha, nó chỉ cắn nó lủng một lỗ thôi. Nhưng mà vô tình cái con sâu đó nó cắn ngay chỗ cái mạch nhựa, ngay chỗ mà cái cây mai nó bơm chất dinh dưỡng lên cái đọt, nó cắn ngay chỗ đó thì cái bo của mình nó không có bơm dinh dưỡng lên cái đọt được, cho nên nó hư cái phần đọt đó. Cái đó là do thiên địch. Cái nguyên nhân thứ tư là do cây mai mình nó bị sốc nhiệt nha anh chị. Có thể là anh chị mình ghép một cây mai như vậy mà mình để cái tược nó lên quá là cao như vậy, mình mới tháo bịch thì cái phần tược này nè, lúc trước nó chỉ nằm ở trong bịch, nó không có tiếp xúc với cái môi trường ở bên ngoài, mà mình tháo bịch ra đột ngột quá, cây mai mình nó bị sốc nhiệt thì nó cũng dẫn tới cái hiện tượng đó là đen đầu đọt. Hoặc là cây mai mình để ở trong mát một thời gian quá lâu rồi, nó quen với ở trong cái môi trường đó là mát mẻ không có nắng rồi, bây giờ tự nhiên mình kinh ra nắng quá đột ngột luôn, cây mai mình nó bị sốc nhiệt, nó cũng dẫn tới cái hiện tượng đó là đen đầu đọt.
Rồi, đầu tiên là mình sẽ phân tích về cái nguyên nhân thứ nhất, đó là cây mai của mình nó bị dư nước nha anh chị. Thì như cái cây mai hiện tại anh chị mình đang thấy nè, là em tháo bịch ghép cho nó tính tới ngày hôm nay là nó được khoảng 3 ngày rồi, và nó có hiện tượng một cái bo này thôi, chỉ duy nhất một bo này là nó bị đen thôi nè nha anh chị. Đó, thì tại sao mà mình biết là nó dư nước, nó bị đen đầu đọt mà cái cây mai của mình nó vẫn bị? Thì như đây anh chị mình thấy nè, cái bầu của nó hiện tại đang rất là ướt luôn. Không phải là mình biết cây mai mình tưới nước nhiều quá nó bị dư nước, nó đen đầu đọt mà mình vẫn tưới là không phải. Cái này là do hôm nay anh chị mình cũng biết á, là cái thời tiết của mình đang bắt đầu vô mùa mưa đó anh chị, cho nên mưa bây giờ rất là dữ luôn. Thì mưa mình đâu có tránh khỏi đâu, ở đây thì em vẫn để ở trong lưới này nha, chứ không phải là để ở ngoài nắng, em vẫn để ở trong lưới. Nhưng mà mưa á, cái lưới này thì nước mưa nó vẫn thấm, nó xuyên qua cái lưới á, nó ướt luôn cái phần bầu. Bây giờ cái bầu rất là ẩm ướt luôn. Thì hiện tại á, là cái cây mai này của em nó bị đen đầu đọt do là dư nước. Thì cái đầu tiên đó là mình sẽ phải giữ nước lại. Hiện tại là cái chậu này nó đang ẩm ướt là 100%, tỷ lệ ẩm ướt của nó là 100%. Thì bây giờ mình giữ nước lại, mình cho cái bầu nó ráo, nó chỉ còn ẩm ướt tầm khoảng là 30 cho tới 40% thôi. Tại vì cây mai của mình trong cái quá trình mình ghép thì anh chị mình thấy nè, cành nhánh nó tụi lũi luôn, nó không có cành nhánh gì hết, cho nên nó hấp thụ nước á, nó hấp thụ rất là ít. Nhưng tuy nhiên nó hấp thụ ít mà nó vẫn có hấp thụ nước nha anh chị, chứ mình không có ỷ y là mình thấy nó dư nước kiểu này là mình không có tưới nữa là không phải. Anh chị mình cũng phải canh, thí dụ như mình thấy nó khô quá thì mình cũng phải tưới nhẹ nó một chút, chứ không phải là mình bỏ hoàn toàn nha. Ở đây là em chia sẻ với anh chị mình là mình giữ nước chứ không phải là mình cắt nước. Cắt nước là mình cắt hoàn toàn, mình không có tưới nó luôn. Còn mình giữ nước á, là mình có thể canh cái bầu này, mình thấy nó quá khô mình chăm vô chút xíu, đó là mình giữ nước. Thì mình giữ cái bầu này nó tầm khoảng là 30 cho tới 40% ẩm ướt thôi, chứ đừng có ẩm ướt nhiều quá. Ẩm ướt nhiều quá thì nó bị đen đầu đọt nè. Đó là về cái nguyên nhân thứ nhất, cây mai mình đen đầu đọt do bị dư nước. Thì anh chị mình có thể tiến hành là mình giữ nước lại cho cái bầu mình nó khô ráo hơn. Rồi tiếp theo là mình tới với cái nguyên nhân thứ hai, đó là cô chú anh chị mình vô cây phôi hoặc là cái cây mai mới ghép á, mà mình tưới nó bị phạm phân phạm thuốc, nó dẫn tới là cây mai của mình nó bị đen đầu đọt. Thì cái này thiệt sự ra đó là do tâm lý của mình thôi. Có nhiều anh chị mình mới bắt đầu mình chơi cây kiểng đó, mà đặc biệt là mai vàng, mình không có rành về cái khâu chăm sóc. Mình thấy cái cây mai của mình mới vô chậu giống vậy nè, đó mình thấy nó mới vô chậu giống vậy, hoặc là cây mai của mình mới vừa ghép lần đầu tiên mà mình thấy nó lên tột khỏi, mình mừng quá, cái mình nghĩ là mình sẽ tưới thêm phân thêm thuốc cho nó để mình cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho nó được mạnh hơn, nó tốt hơn. Nhưng mà đó là cái phần lá non và cái phần đọt non của cây mai thì nó rất là nhạy cảm với phân thuốc luôn anh chị. Cái giai đoạn này nè, thứ nhất là cái bộ rễ của cây mai mình nó chưa có được khỏe, mình mới vô chậu mà nó chưa có rễ luôn nữa làm sao mà khỏe. Rồi cái phần đọt non thì nó nhạy cảm với phân thuốc, mà mình đi tưới phân cho nó thì nó cũng dẫn tới cái hiện tượng là đen đầu đọt. Rồi còn đối với cái trường hợp này nè, cái cây mai của mình nó đã bị dư phân dư thuốc rồi thì anh chị mình không nên tưới cho nó bất kỳ một cái loại phân hoặc là cái loại thuốc nào hết nha anh chị. Ngay cả dưỡng rễ mình cũng không có tưới cho nó luôn nha anh chị. Tại vì một khi cái cây mai mình nó đã bị dư phân dư thuốc rồi mà mình cứ tiếp tục mình tưới phân hoặc là dưỡng rễ cho nó thì nó cũng giống như là cái giọt nước mà tràn ly vậy đó. Rồi thì sẵn tiện đây em cũng chia sẻ với anh chị mình tại sao mà cái cây mai của mình nó đã bị phạm phân phạm thuốc rồi mà ngay cả cái thuốc dưỡng rễ mình cũng không nên tưới cho nó nha. Thì cái cây mai này anh chị mình có thể hình dung nó giống như là một cái đứa trẻ 1 tuổi nha, mình có thể so sánh cho nó dễ. Thì cái đứa nhỏ mà 1 tuổi á thì nó chỉ mới có biết uống sữa thôi, còn cái cây mai này cũng vậy, nó còn quá là non, nó chỉ mới có biết uống dưỡng rễ thôi. Mà bây giờ mình lỡ mình tưới nó bị phạm phân thì cũng giống như là cái đứa nhỏ 1 tuổi á, mình bắt nó, mình ép cho nó uống bia vậy đó anh chị. Mà anh chị mình hình dung nè, cái đứa nhỏ 1 tuổi nha, mình ép cho nó uống một cái ly bia như vậy rồi, bây giờ nó không có tiêu hóa được, nó đang mệt trong mình, mà bây giờ mình đưa thêm ly sữa mình ép nó uống nữa thì nó còn mệt hơn nữa. Thì cái cây mai cũng vậy thôi, nó mới vừa uống cái chất phân anh chị mình tưới cho nó bị phạm, nó đang mệt ở trong mình, mà bây giờ mình tưới thêm dưỡng rễ nó thì nó còn mệt hơn nữa nha anh chị. Thì mình chăm sóc cái cây mai á anh chị, nó cũng giống như con người của mình vậy thôi anh chị. Nếu mà mình ví dụ như mình ăn một cái gì đó mà mình đã phạm, mình bị túng rồi á,
mà bây giờ bắt mình ăn thêm một cái khác nữa thì mình ăn cũng không nổi đâu. Cây mai nó cũng giống như con người của mình vậy thôi nha anh chị. Rồi tiếp theo là mình tới với cái nguyên nhân thứ ba, đó là cây mai mình nó bị đen đầu đọt do sốc nhiệt. Thì cũng có rất là nhiều anh chị mình ghép mai mà mình tháo bịch trễ, đó là mình để cái phần bo ghép của mình á nó lên cao như vậy nè, mình mới bắt đầu mình tháo thì cái hồi mà cái phần bo này ở trong bịch á là nó đã quen với cái môi trường, nó quen với cái không khí ở trong bịch rồi. Bây giờ á nó lên cao được như vậy, mình tháo bịch ra nó đột ngột, nó tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài, nó không có quen, cho nên nó dẫn tới cái hiện tượng đó là đen đầu đọt. Thì ở đây á, khi mà em ghép mai thì em tháo bịch rất là sớm luôn. Cái cây mai á mà nó lú lên được cỡ này nè, đây như anh chị mình thấy nè, cái cây mai mà em ghép lên nó lên được tầm khoảng này là em tháo bịch rồi nè anh chị. Đó, nó lên tầm khoảng này đó, khoảng này là em tháo bịch rồi, em tháo rất là sớm luôn. Còn nếu như anh chị mình để cái cây mai nó lên cao như vậy mình mới bắt đầu tháo bịch á thì tốt nhất là anh chị mình cái bịch ghép giống vậy nè, đây cái bịch ghép giống vậy thì mình hay cắt cái đít nó đó, mình cắt hai cái lỗ này cho nó có không khí vô để nó quen với cái môi trường bên ngoài, có không khí bên ngoài và bên trong, nó quen từ từ rồi mình hay tháo bịch ra. Chứ mình để cái bo ghép của mình nó lên cao vậy mình mới bắt đầu mình tháo bịch nó rất là dễ xảy ra cái hiện tượng đó là đen đầu đọt giống như vậy luôn nha. Còn ở đây á, thì em khi mà tháo bịch ghép á thì em tháo một cái một luôn chứ em không có cắt đít, nhưng mà em tháo rất là sớm, cái phần bo nó lên được tầm khoảng này nè. Đó, nó lên được khoảng này hoặc là nó lên được cái tầm khoảng này thôi là em đã bắt đầu em tháo bịch cho nó rồi. Cho nên ở đây anh chị mình có thể thấy nè, cái cây mai của em á thì nó không có bị đen đầu đọt do cái hiện tượng đó là tháo bịch, mà nó cái cây này thì nó đen đầu đọt như lúc nãy em chia sẻ với anh chị mình là nó bị dư nước do thời tiết mưa dầm hiện tại quá nhiều nó mới bị đen thôi. Và thêm một cái lưu ý dành cho anh chị mình khi mà mình tháo bịch cây mai ghép, đó là tốt nhất anh chị mình hãy tháo bịch vào lúc giấc chiều hoặc là giấc tối, tầm khoảng đó là 5-6 giờ chiều hoặc là 7-8 giờ chiều, 7-8 giờ tối á, mình hãy tháo bịch, chứ mình đừng có tháo giấc sáng hoặc là giấc trưa. Anh chị mình tháo giấc sáng á, mình mới vừa tháo bịch ra được có tầm khoảng là 2-3 tiếng đồng hồ sau bắt đầu trưa là nắng gắt lên, thì nắng gắt quá cái cây mai mình nó đa cái tược á, nó nằm ở trong bịch, nó quen với cái môi trường ở trong bịch rồi, bây giờ mình tháo bịch đột ngột ra mà còn gặp cái thời tiết nắng nữa thì nó rất là dễ bị cháy luôn. Mà cũng có nhiều anh chị mình á, mình ghép mai mình ghép nó lên rất là tốt, rất là sung luôn, mà mình tháo bịch giấc trưa đó anh chị, giấc trưa thì nắng gắt rất là dữ luôn. Tuy là cây mai mình ghép mình để ở trong lưới, chẳng hạn như cây này em ghép cũng để trong lưới nè, nhưng mà không phải là cái ánh nắng trực tiếp nó làm cho cái phần bo của mình bị cháy và bị đen, mà cái không khí của giấc trưa đó, nhiều khi anh chị mình ở trong nhà mình đâu có tiếp xúc với nắng đâu mà mình vẫn cảm thấy là nó nực nội, nó nóng nảy trong người do cái thời tiết, cái không khí nó nóng đó, thì mình tháo bịch giấc trưa hoặc là giấc sáng nó cũng dẫn tới cái hiện tượng này luôn. Tốt nhất là khi ghép mai tháo bịch anh chị mình nên tháo giấc chiều hoặc là giấc tối. Ở đây thì em đa số là em tháo giấc tối không à, khoảng 7-8 giờ tối em mới bắt đầu tháo bịch nha anh chị. Rồi như vậy là em cũng đã vừa mới chia sẻ xong với cô chú anh chị mình về cái hiện tượng đó là đen đầu đọt ở trên cái cây mai ghép và cái cây mai phôi mà mình mới vừa vô chậu á, nó hay bị cái tình trạng đó là đen đầu đọt giống như vậy nè. Đó, em cũng chia sẻ với anh chị mình về cái nguyên nhân cũng như là cái cách khắc phục rồi. Thì em cũng xin được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị mình xem video á, nếu mà có câu hỏi hoặc là cái cách xử lý nào mà nó tối ưu hơn thì anh chị mình cứ việc để lại bình luận ở phía bên dưới nha, để cho em cũng như là cô chú anh chị mình đang xem video á, mình cùng nhau tham khảo nè, thảo luận và đưa ra được một cái cách xử lý tối ưu nhất, tốt nhất dành cho cái cây mai của mình nha anh chị. Rồi em cũng xin được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị mình cũng đừng quên cho em xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ để ủng hộ em có động lực làm thêm những video khác chất lượng hơn, chia sẻ với cô chú anh chị mình về kinh nghiệm làm mai cũng như là giới thiệu với cô chú anh chị mình á nhiều giống mai độc lạ khác nữa nha. Tạm biệt anh chị, chúc cô chú anh chị mình có một ngày học tập và làm việc vui vẻ.